Cầu Ngói Thanh Toàn là tên của một cây cầu ở Huế, là một di tích kiến trúc cổ rất có giá trị về mặt lịch sử và văn hóa, là một trong những chiếc cầu thuộc vào loài hiếm hoi và có giá trị nghệ thuật cao ở Việt Nam. Hi, xin chào mọi người. Hiện tại thì mình đang có mặt ở khu vực Thanh Toàn thuộc xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy, thành phố Huế. Mọi người biết thì ở Hội An có một cái ngôi chùa cầu rất là nổi tiếng, thì ở Huế cũng có một cái cầu như vậy. Hiện tại thì ở miền Trung chỉ có hai cái cầu và ở Huế có cái cầu gọi là cầu Ngói Thanh Toàn. Đây là một cái cầu có kiến trúc nó tương tự với cầu ở Hội An, tuy nhiên cũng có một khác bài đây, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái bây giờ kể về kiến trúc cũng như lịch sử của cái cầu này nha mọi người. Bắt đầu nhé. Và theo một số tài liệu cổ thì cây cầu ngói nổi tiếng ở Huế này được xây dựng vào khoảng năm 1776. Sử sách có ghi chép quá trình hình thành cây cầu như sau. Cầu ngói được xây dựng nhờ công lao to lớn của người phụ nữ mang tên là Trần Thị Đào. Tương truyền rằng bà là cháu gái đời thứ 6 của một trong 12 vị đã có công khai phá và xây dựng nên làng Thanh Thủy của Huế. Cây cầu ngói được bà Trần Thị Đào xây dựng cho dân làng để tiện cho việc qua lại của người dân. Vì ngôi làng nhỏ nơi bà sinh sống có một dòng sông chảy qua ngăn cách đôi bờ thôn làng, người dân muốn qua sông phải đi thuyền rất mệt và mất thời gian. Người phụ nữ họ Trần Đức Độ và thương người muốn dân làng đỡ vất vả nên đã bỏ tiền của mình để xây dựng một cây cầu bắc qua sông. Đây cũng là nơi dừng chân và nghỉ ngơi, hóng mát, gặp gỡ chuyện trò hay ngắm cảnh thư giãn của bà con sau một quãng đường đi về mệt nhọc. Đến năm 1925 thì với công đức của mình, bà được vua Khải Định ban sắc phong trần cho bà là Dực Bảo Trung Hưng Linh Phò và ra lệnh cho dân làng lập bàn thờ cúng bà ngay trên cầu. Ngày nay khi đến Huế và ghé thăm cầu Thanh Toàn, bạn sẽ thấy vị trí ngay chính giữa cầu ngói có một bàn thờ uy nghiêm. Thờ bà Trần Thị Đào chính là người có công dựng nên công trình này. Đặc biệt mọi người, chùa cầu ở Hội An thì đi qua là mất phí, nhưng mà cầu ngói Thanh Toàn ở Huế thì hoàn toàn miễn phí, mọi người có thể đi qua đi về tùy thích, chụp hình vân vân. Và người dân ở đây họ buổi chiều ra đây ngồi rất là mát luôn mọi người, cực kỳ là mát, nhìn ra bờ sông là rất là đẹp. Và chưa kể ở đây có một cái khu chợ nữa, bán đồ ăn cũng như là nước uống, giá cả cũng rất là rẻ và ngon nữa mọi người. Về mặt kiến trúc thì cầu ngói Thanh Toàn là chiếc cầu bằng gỗ được thiết kế theo kiểu thường giá hạ kiều, tức là trên nhà dưới cầu đó mọi người. Cầu thì dài 43 thước, tức là khoảng hơn 18 mét, và rộng 14 thước, tức là khoảng gần 6 mét. Hai bên thành cầu có hai dãy bục cổ và lan can để ngồi nghỉ tựa lưng. Trên cầu thì có mái che, lợp ống ngói tráng men, chia làm 7 gian. Gian giữa của cầu thì dành để thờ bà Trần Thị Đào. Cầu ngói nổi tiếng của Huế được xây dựng trên một hệ thống gồm có 3 hàng trụ đỡ chính được làm bằng gỗ. Mỗi hàng thì có 6 cột, riêng các hàng cột chống đỡ đều có trụ làm bằng chất liệu đá chắc chắn để mà chống sụt lún. Người ta đã thiết kế các hàng cột sao cho chúng đều được gắn kết với nhau bằng một mối bông. Ở hai đầu, hai móng cầu với các đầu mối được nối liền với hệ thống trụ đỡ gồm các thanh bê tông. Điểm độc đáo và hiện đại nữa là cây cầu còn được xây dựng với 7 hệ thống thoát nước. Cầu ngói Thanh Toàn thì qua nhiều lần trùng tu, kích thước và vật liệu của cây cầu có thay đổi chút ít, nhưng mà kiểu kiến trúc vẫn được giữ nguyên. Có thể nói thì cầu ngói Thanh Toàn là một di tích kiến trúc cổ rất có giá trị về mặt lịch sử và văn hóa, là một trong những chiếc cầu thuộc vào loại hiếm hoi và có giá trị nghệ thuật cao ở Việt Nam. Nhắc đến cầu ngói Thanh Toàn, không chỉ nổi tiếng ở cái cầu ngói này mà nơi đây có vào ngày lễ, ngày Tết còn nổi tiếng với những cái điệu bài chòi rất là hay, cũng như là những cái lễ hội đua tải, đua ghe truyền thống ở nơi đây. Ngoài ra thì cầu ngói Thanh Toàn còn đi vào trong thơ ca. Ví dụ như là ái về cầu ngói Thanh Toàn, cho em về với một đoàn cho vui.
ai về cầu ngõ Già Lê cho em về với thăm quê bên chồng, hay là đi vào những cái bài thơ mộc mạc mà sâu sắc để nói lên cảnh đẹp của cầu ngõ Thanh Toàn, một niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước. Quê em có khóm Trúc Vàng, chiếc cầu gió mát Thanh Toàn gọi tên. Xin anh nhớ mãi đừng quên, dòng sông Như Ý nối liền sông Hương. Xa nhau em nhớ anh thương, nhủ lòng hai chữ chung đường chờ nhau. Quê anh có chiếc cầu xinh, chiếc cầu rất đẹp uốn mình bắc ngang, tên gọi cầu ngõi Thanh Toàn, về cầu gió mát ngắm bảo tàng cây xanh. Em về cầu ngõi quê anh, nếu em không biết anh xin đưa về. Rồi như vậy thì mình cũng, các bạn cũng đã vừa tham quan cầu ngõ Thanh Toàn cùng với chùa cầu, thì cái dạng kiến trúc như vậy ở Liên Trung chỉ còn là hai cái cầu duy nhất thôi. Và nếu mà tới đây tham quan thì mọi người nên chọn vào những cái ngày lễ, ngày Tết thì có nhiều hoạt động hơn để mọi người cùng tham gia, và giống như là bài chòi hay là đua trại, đua ghe truyền thống vậy mọi người. Rồi mình cũng xin dừng video tại đây. Mọi người nếu thấy hay thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại.